Đấy, trả lời cho câu vừa rồi là tôi chắc chắn sẽ chuyển cho Lord Banner. U Cam LN Đức Mã 109. 109 là con nào? Làm sao thoát được? Hả? Đúng rồi, nói chung là cái hành trình của thầy trò Đường Tăng mà ở thời hiện đại thì đơn giản hơn nhiều anh em ạ. Ship bây giờ rẻ mà. Mà bây giờ có khi là dùng công nghệ AI. Đấy. Tự viết luôn. Top VIP của Thiên Đình. Nguyễn Đình Hưng gửi 10.000 lớp du bay bê. Galit galit galit, dô béo u. Hưng đọc thần chú. Anh là cảm thấy là rất phù hợp đấy. Gửi 5.000 lớp du bay bê. Em tính xin chào thầy An chê lốt bè mà suýt lộn versus giao diện mới nên em chào chủ tịch Bách ạ mặt cười. Ui ạ. Tore mất rồi, Tore mất rồi. Tore đã xịt. Con Tore này là top mấy 29. Dô múp. Chào Nông Quân nha. Tóc này là tóc Hungry Back to Back rồi anh em ơi. Đen cả đầu bây giờ. Mean. Tóc gỡ gói khác. Mở gói chỉ định 30 ra hẳn top 29 thì anh em gì nữa. Hà Nội thế làm gì. Nhỏ. Gói này không min là được gì. Gói này gỡ là được gì. Gói này ra hàng ngon. Đấy người Pháp CM. Có mẹ ra. Min anh em ạ. Bình min. Thế người Pháp CM thì Pogba limit rồi. Cày thật. Rabiot vớ vẩn. Vẫn min. Đây mở gói MBS ON nữa. 5 gói này. Qua đường hầm. Qua đường hầm là cái chắc chắn rồi. Xịt khói điên đảo chứ. Đấy. Ba Lan à. Bye bye. Hello. Cái gì thế? Rồi ôi, chỉ số thấp vãi trưởng anh em ạ. Lương 10. Nhiều người săn đón. Polo Muani. Con này cộng 8 phải ngon không? Đang quả bô nhách xét nhí nè. Sao thế nhỉ? Nào. Tôi là người khách Thanh Tú gửi 5.000 lớp du bay bê. Like đê anh em. Bấm. Không có chửa cái gì ở đây cả. Chửa chồng hay ghét. Hà Lan. Ôi trời ơi. Văn Đại. Trời ơi. Quả đấy mà nó ra. Khác đi một chữ thôi. Nha. Yeah. Con chứ khác đi một chữ thôi. Vẫn là Hà Lan. Nhưng không. Hà Lan này là đá cũng hay. Hà Lan này đá cũng hay đấy nhỉ. Nhưng mà giá nó hơi thấp một tí. EBS LM ạ. PZ rồi. Ui xồi. Huyền thoại Arsenal. Ít ai nghĩ rằng Robert Pires sinh năm 73. Anh còn nhiều hơn Hungary 4 tuổi. Nhiều hơn Patrick Vieira 3 tuổi. Thế là tôi đọc thông số thế chứ, nghe cho nó đỡ quê thôi. HG107 này. DC giờ đúp. Govu à. Ô men. Cận min anh em ạ. Avatar trắng bóc rồi. Thế mà lại, trên đầu lại có tóc. Cận min. Chết mẹ rồi. 113. Ờ thôi cũng được. Con này là chỉ số 112.
thế nói gì? Em đang chờ con này giảm xuống à? Ok Dũng. Có con gì đây? TI mà lại người Đức. Ôi giời. Nó không min, nụ cười tươi, đẹp trai chứ. Anh này đẹp trai quá, người to. Dâu nhà vua. Dâu xoăn luôn. Để chậm, không dùng được. Humel đẹp trai anh em, Humel đi đóng phim và các thứ hơi ngọt đấy. Tiến Tiến gửi 10.000 lớp dù baby, xin anh em một like để chào đón do béo LN8 nào u. Đây, bây giờ là hổ lùn ra trước này. Hổ lùn ra trước này. Người Anh, cam người Anh, New Zealand. Gomez giá ảo với đầu. Giá ảo với đầu. Tôi mở con này cũng ra cộng 8. Giá ảo thế nhỉ. Con Gomez này nhìn nó dị dị ta. Lại phôi ngon rồi. Không biết con này có thuận hai chân hay cái gì không ta. Chân 4, chân 5. Ui 5-6kg chứ. Phải trưởng ạ. Nhưng mà có cửa lòng nhá. Có cửa lòng, có sút xa, có qua người. Ba lách là tại sao mà giá nó cao là bởi vì nhiều người cần nó để ép nó lên cộng 6 đổi coi. Nhiều người cần nó. Nhưng mà mình quan tâm làm gì? Mình mở rô béo cơ mà. Mình mở rô béo cơ mà. Hello Đức Toàn nè. Ui, hang gì à? À, Zidane này nhỉ. 10.000 lớp su baby. Tưởng tượng bạn là Dennis Bergkamp đang có bóng và ở trên là tiền đạo buộc phải chuyển, bạn sẽ chọn ai? Một Sterling, hai Nicolas Jackson, ba Nicolas Bender, bốn Lukaku, hay năm phải tạt cho Saquizi đánh đầu đang bị Văn Đại theo kèm. Câu này tôi cũng có đáp án ngay trong một giây anh em ạ. Câu này tôi có đáp án ngay trong một giây. Để cho các anh em khác lựa chọn. Mọi người sẽ có những cái lựa chọn của riêng mình. Bắt buộc phải truyền mà, bắt buộc phải truyền. Cái năm đầu tiên mà mình xem bóng đá quốc tế thì là năm 98. Đấy, năm đấy thì cũng là Brazil đá trận mở màn. Bởi vì Brazil là đương kim vô địch. Lớp su baby, lót thôi chứ ai nữa à, mặt cười. Em nói đúng rồi đó. Brazil là đương kim vô địch cho nên đá trận mở màn gặp Scotland. Đấy. Lúc đấy là lần đầu tiên mà mình nhìn thấy rô béo trên TV. Lần đầu tiên nhìn thấy rô béo trên TV. Trước đó thì mình biết đến rô béo rồi nhá. Nghe người ta nói và chơi điện tử, đánh điện tử thì thấy rô béo trong game rồi. Nhưng mà xem World Cup 98 thì mới là lần đầu tiên nhìn thấy rô béo trên TV. Vì thực ra hồi đấy TV cả xóm không phải là nhà nào cũng có TV. Và có tivi thì cũng không phải nhà nào cũng bắt được sóng. Nghe không ạ? Cứ phải cắm cái anten lên trên nóc nhà xong rồi bố ở trên vặn, con ở dưới là nét rồi bố, xem được rồi. Thì có lúc là hình nó nét nhưng mà tiếng nó lại không có. Đấy. Cái đấy là nó vậy. Đấy. Trả lời cho câu vừa rồi là tôi chắc chắn sẽ chuyển cho Lốt Banner. U Cam LN gói ôn anh em ơi. Lần này không bị biệt vị rồi. Gói ôn nhá. Gói LN nhá. Gói LN ôn nhá. Ô. Đức Toàn gửi 5.000 lớp du baby. Bú này 106 cộng kiểu gì cũng ra Van der Sar error. Mấy gói min lúc nãy chỉ là mồi thôi. Ôi giời ơi. Nó lại là tít anh em ạ. Cái nụ cười của ba lách này nhìn nó hiền lành, thân thiện đến thế là cùng. Hay là mình chuyển sang hâm mộ ba lách nhỉ? Thế chỉ đây là fan Chelsea là. Ba lách đá cho nhiều đội, sao nhất thiết phải là fan Chelsea?
Anh đã vui hơn chưa? Đã dịu dàng và vui hơn chưa? Từ nãy giờ anh vẫn dịu dàng mà. Anh em bấm lại ủng hộ thử bệnh đi nào, thì ra GK trước nào. Cao là đây. Anh em nào mà đang ở trong game nhá, nhìn cái dòng thông báo trong game sẽ thấy tôi đấy. Nào 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 nào, quả này bìa trắng nhá. Bìa trắng anh em ơi. Bìa trắng nào. Đức Toàn gửi 5.000 lớp du baby, khung trắng ITM Naka mặt cười. Ơ bậy. Vắt. Bìa trắng. Bìa trắng nào. Úi dồi, LOL. Cái gì đây? Matic à? Matic hay con nào? À không, Matic thì không gói này. Min anh em ơi. Quên quên, Matic thì chỉ có Spotlight. Còn tôi mở ngon nhất là con Benzema, nhưng mà lúc đấy là gói là 103. Gói này 104 thì mở toàn Min. 106. 106 này mình mở ra con tầm 109 là vừa nhà anh em nhỉ? 69, 96, đúng không? Mình mở ra con 109 là vừa miếng. Anh em thấy hợp lý không? 109 thì chỉ có mỗi... Đấy. Anh em biết rồi đấy. À. Mở ạ. Mở. 109. 109 là con nào? Ôi giời, lại Tây Ban Nha. Lại ST. Torres rồi. Torres rồi bạn ơi, làm sao thoát được, làm sao thoát được, bởi vì chỉ có gói ôn nó mới có con Morientes thôi anh em ạ. À, con Morientes là 105 ấy, còn ở đây mà đã Tây Ban Nha thì nó cái gọi là hả. Vũ trà cái gì. Bucha là nghỉ rồi. Bucha hôm nay là ốm rồi. Chỉ có Torres. Hợp lý quá. Gửi 10.000 lớp dù baby. Chủ ơi tỉnh dậy đi. Bú rồi. Lúc nãy có cái bạn gì nhỉ? Phở bò tái nạm. Đấy, bảo là anh hú hét đi cho em tỉnh giấc cái. Phở bò đâu ấy nhỉ? Ôi, gói này là ngon rồi, mười mấy ca tỷ rồi. Kẹt Nando Torres. Ba nhách. Đượm quá. Nhưng cơ bản là nick này của Khoa thì nó cũng ngon quá rồi. Rồi. Ok. Anh cảm ơn Khoa nha. Đại té, đại té. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.